Hello, lại là Linh đây. Hôm nay mình sẽ trở lại với món gà nướng mật ong nè. Cả bằng nồi chiên không dầu và lò nướng nha. Đầu tiên ta vệ sinh sạch sẽ gà, có thể rửa bằng nước lạnh, sát muối hoặc bằng nước ấm. Mình thêm một lát gừng vào cho thơm. Sau đó thì mình cứa góc mặt trong của miếng gà để nó ngấm hơn và nướng nhanh chín hơn nữa. Sau đó thì mình đi chuẩn bị các gia vị cần thiết. Tỏi và hành khô thì mình dập thôi, mình không muốn băm ra bởi vì khi mà nướng ý, thì mọi người phải gạt hết cái gia vị này ra, không thì nó sẽ bị cháy. Không thì mọi người có thể sử dụng máy xay và xay cái hỗn hợp này lên thật là nhuyễn thì nó sẽ không bị cháy đâu ạ. Ngoài ra thì mình sử dụng nước cốt dừa và sữa đặc. Mình đã học công thức này của một chị trên mạng ăn thì gà nó khá là mềm và nó ngậy nữa. Mọi người có thể thử. Sau đó thì mình trộn hỗn hợp này với gà và massage trong vòng 5 phút để gà ngấm. Mình sẽ ủ từ 3 đến 8 tiếng. Có thời gian thì mọi người để qua đêm cho nó ngon. Trong lúc ướp gà xong thì mình đã chuẩn bị giấy bạc để mình lót lên cho nó đỡ cháy. Tiếp theo đó thì mình lót giấy bạc và giấy nến vào nồi chiên không dầu cho đỡ cháy. Rồi mình nướng gà luôn. Mình nướng luôn ở lò nướng nên là mình cũng làm nóng lò trước, sau đó nướng ở 170 độ C 30 phút và gà nướng nó sẽ nở dần như này nè. Trong lúc đó thì nồi chiên không dầu của mình đã xong và mình sẽ quét mật ong lần 1 rồi nướng tiếp tục và quét lần 2 là xong rồi nè. Màu của nó siêu đẹp luôn. Và đây là ở trong lò, nó bắt đầu phồng lên nở nở như bong bóng vậy. Mình không cho mật ong trực tiếp vào mà nướng xong rồi mới quét để nó không bị cháy đen đó mọi người. Mình dùng cả nồi chiên không dầu vào lò nướng thì mọi người có thể thấy rằng lò nướng thì nó sẽ mất thời gian hơn, nhưng mà độ đẹp thì nó cũng khá là ngang nhau. Ăn thì cũng ngon như nhau thôi mọi người ạ. Chúc mọi người thành công. Đây là những loại sốt đặc biệt mình sử dụng trong video nha. Đừng quên thả thêm follow link để xem những video mới nhất nha.